Chào tất cả các bạn. Này, chúng mày có biết ngày hôm nay là ngày gì không? Ngày gì? Học cuối cùng ngày hôm nay ai bảo là không biết? Chỉ có mày không biết, có mày không biết đúng không? Sao hôm nay đi học? Tân Nguyễn gọi là gì? Ngày hôm nay chúng tôi hứa vào ngày tháng năm chúng tôi sẽ có mặt ở mái trường này. Ok. Anh em ơi. Anh em mình là cái gì nào? Anh em cái khế. Ngày xưa hồn nhiên cùng bao ước mơ. Và khi tôi cách xa tháng năm học trò, còn nhớ ngày chia tay ấy buồn. Ngoài sân cũng rơi hồng trắng kỷ niệm. Chợt nhớ về những ngày xưa đã xa. Và hôm nay chúng ta. Alo, mày đang ở đâu đây? Bận gì? Mày không về trường à? Ừ, đang bận. Đến nhá. Rồi nhá, chó nhá. Nghe đi. Nào, giờ ngồi nha. Giờ làm bơ như này, em nó vay bỏ đi sai đi hết rồi. Học sinh khi vui đùa trong gió, chuyện theo ta áo, tan học về trên phố. Alo. Thôi, đang về không? Con cháu đang đợi nhà, về đi mà về. Thôi nhá. Ừ. Rồi chắc. Alo. Ta là Thái cơ. Ừ, Thái cơ đây nhá. Có chuyện gì không? À, không. Có gì chụp ảnh lại cho tay tao xem nhá. Thôi nhá, bye bye. Chúng mày toàn bận đi nhỉ. Tôi vẫn nhớ. Người thầy ngày xưa dạy chúng tôi không còn. Trở lại nơi chốn ấy. Từng năm tháng chợt hiện trong ký ức. Ngày xưa đó mãi mãi bay xa. Xa rời ta về nơi phương trời. Cùng bao cánh hoa phương rơi ngập đầy nắng vàng. Và những chiều mưa ta cùng bước trên đường xưa. Ngày xưa đó mãi mãi bay xa. Xa rời ta về nơi chốn ấy. Bao bạn thân khi xưa bên nhau. Giờ đây còn lại mình ta trong nỗi nhớ ấy. Đâu đâu biết đâu rồi. Người bạn và tôi vẫn thường đến lớp. Giờ tìm nơi đâu. Còn lại đây chút nắng hồng em ngó bằng lăng kính. Cùng bao cánh hoa phương rơi ngập đầy nắng vàng. Và những chiều mưa ta cùng bước trên đường xưa. Ngày xưa đó mãi mãi bay xa. Xa rời ta về nơi chốn ấy. Bao bạn thân khi xưa bên nhau. Giờ đây còn lại mình ta trong nỗi nhớ thiết tha.